Nhưng mà em để ý là cái lúc mà anh vừa mới lên sóng tập 1 là anh khóa hết hình cũ luôn. À, có ai chỉ anh làm gì không? Thực ra là không có ai chỉ cả, nhưng mà hình trước đó thì mình cũng không có đăng nhiều, nhưng mà khóa bớt các bài không liên quan, hoặc là Có sợ bị soi không? tất nhiên là sợ chứ, tại vì con người không ai có thể toàn diện được hết, mà chắc chắn là trên đó mình cũng sẽ có gì đó không không đẹp lắm để mọi người dạy. Nói ra thì cũng không hay. Vậy lúc mà anh tự nhiên cái được follow, được like, share nhiều vậy, mấy chị thì sao? Mấy chị có nói gì không? Mấy chị trong tham gia sau nhập ngũ vừa rồi ấy à? Dạ. À thì các chị cũng quan tâm, hỏi hỏi thăm rồi. Các chị thì cũng đã hay nhắn tin trêu chọc thôi, như chị Yến có bình luận công khai đó. Tức là mọi người vẫn giữ mối quan hệ rất tốt ạ. Sau khi kết thúc chương trình thì mình với các đồng chí trong đơn vị khi quay đó giữ mối quan hệ rất tốt, liên lạc thường xuyên. Bây giờ thì tại vì anh hot quá, xong rồi có nhiều người lập tài khoản giả mạo, fanpage giả mạo các thứ. Rồi anh có suy nghĩ như thế nào về chuyện đó? Mình cũng không vui lắm, chứ nhưng mà trên các cái tài khoản đấy họ cũng không đăng những thông tin nó mang yếu tố, không đăng những thông tin xấu ấy, cho nên là mình cũng theo dõi vậy thôi, chứ cũng không có cái biện pháp gì để giải quyết cái vấn đề các cái trang giả mạo ấy cả.